VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VDA. Vâng, và làm sao để biến một TV thường thành một TV thông minh? Và bây giờ đây, Minh Tâm sẽ làm một màn ảo thuật để hô biến siêu phẩm của chúng ta. Vâng, và sản phẩm đang được hình thành. Wow, bùm, vâng, đây là chiếc Hemilia Q10 Pro mà Linh Tâm đang muốn nhắc đến. Sản phẩm có thể biến một TV thường thành một TV thông minh và đến từ một thương hiệu nổi tiếng Hemilia, được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn bởi độ bền và sự ổn định. Ngay bây giờ đây, Linh Tâm và các bạn sẽ cùng nhau khám phá xem chiếc Hemilia Q10 Pro này có gì đặc biệt nhé. Trên vỏ hộp của Q10 Pro được in rất nhiều thông tin như là 4K HDR để khẳng định hỗ trợ tốt các định dạng file 4K cao cấp nhất hiện nay, sự kết hợp của công nghệ High Silicon. Về ngoại hình thì Q10 Pro sở hữu thiết kế cứng cáp với lớp vỏ nhôm phai xước, các viên được bao cong một cách tinh tế cùng logo High Media nổi bật ngay bên trên màn hình đèn LED hiển thị trạng thái. Ngoài ra thì thay vì sử dụng những nút bấm cứng cơ học thì High Media ưu ái cho Q10 Pro bằng việc trang bị 8 nút điều khiển hoàn toàn bằng cảm ứng, chỉ bằng một nút chạm nhẹ để thao tác. Ở cạnh bên có 3 cổng USB, bao gồm 2 cổng USB 2.0 và 1 chuẩn USB 3.0. Mặt sau gồm đầy đủ các cổng kết nối và thêm 1 cổng USB 3.0 để kết nối với các máy tính để sao chép dữ liệu. Đánh giá sơ hơn về phần cứng bên trong thì Q10 Pro có cấu hình rất ấn tượng với chip xử lý Highway 23798C V200, RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB chạy trên nền tảng hệ điều hành Android 5.1. Khi xuất xưởng và hiện tại được nâng cấp lên Android 7.0 với tích hợp công nghệ Wi-Fi AC tiên tiến nhất, Bluetooth 4.0 mạnh mẽ. Điểm qua những kỹ năng của Q10 Pro thì nó có thể hô biến tất cả các TV thường trở nên thông minh. Cụ thể là chúng ta có thể xem hàng trăm ngàn bộ phim bom tấn chất lượng cao được cập nhật liên tục thông qua các kho phim. Ngoài ra chúng ta có thể đọc báo, lướt web trên màn hình lớn, xem các video từ YouTube, hàng ngàn game chặt chém tốt nhất hiện nay. Ngoài ra, với kho Google Play khổng lồ, chúng ta có thể tải một cách dễ dàng vô vàn tiện ích về máy. Với ứng dụng Smart Karaoke bản quyền, ứng dụng hát karaoke từ nhạc ổ cứng trên Q10 Pro đem đến những bản nhạc karaoke MTV hình ảnh sống động chất lượng cao như những đầu karaoke cao cấp trên thị trường, hỗ trợ điều khiển chọn bài qua điện thoại smartphone, máy tính bảng. Vừa rồi là video đánh giá về đầu Hemilia Q10 Pro, và với cấu hình mạnh mẽ như vậy thì không còn lo ngại điều gì khi mà đầu Hemilia Q10 Pro đáp ứng đầy đủ các nhu cầu từ online đến offline, và nhất là khi dịp Tết đang cận kề. Và đến với video ngay hôm nay để sở hữu đầu Hemilia Q10 Pro với giá khuyến mãi chỉ 3.690.000 đồng, đặc biệt là được nhận gói quà tặng khổng lồ lên đến 2.150.000 đồng, bao gồm tặng tài khoản xem phim HD 3D online, VIP HD, VIP iMovie, VIP HD Việt tổng trị giá 1 triệu đồng, tặng ứng dụng hơn 250 kênh truyền hình HD online, hát karaoke trực tuyến tổng trị giá 1 triệu đồng và tặng chuột bay trị giá 150.000 đồng. Và để tránh mua phải hàng nhái, hàng giả trên thị trường, các bạn nên ghé thăm VDA hay các cơ sở uy tín để mua sản phẩm, và nhớ là yêu cầu phải có tem chính hãng và bảo hành 24 tháng quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!